Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, 3 ngày cuối tuần, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, miền Bắc, mưa rào và rông vài nơi, người dân cần đề phòng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh thành khác có thời tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngày sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, Bắc Bộ mưa rào và rông vài nơi. Dự báo 3 ngày tới, nhiệt độ tại Hà Nội giao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C. Trong đó, ngày 26 tháng 5, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 33 độ C. Các ngày sau đó, Hà Nội có mây, trời không mưa đêm 26 đến ngày 28 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và tối, khu vực này có mưa rào và rông rải rác. Cũng trong khoảng thời gian đêm 26 đến 28 tháng 5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có mức nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 đến 33 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ vào khoảng 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thay đổi thời tiết liên tục trong ngày là nguy cơ dẫn tới các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, sổ mũi. Vì vậy, quý vị nên chú ý trang phục khi di chuyển ngoài đường để tránh những tình huống mưa rông bất chợt hoặc nắng nóng gay gắt ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.